Cô xin chào tất cả các em. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau học môn tiếng Việt, cách chân trời sáng tạo. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau học bài 4, ai quan trọng nhất. Hôm nay cô giáo sẽ cả cho các bạn nghe câu chuyện ai quan trọng nhất. Trước tiên cô trò chúng ta cùng nhau đi vào phần đầu tiên, đó là phần nghe kể chuyện. Các em hãy quan sát các bức tranh. Ở đây là bốn bức tranh tương ứng với bốn đoạn trong nội dung của câu chuyện mà cô giáo sắp kể. Và ở phần phía dưới chúng ta thấy có một số những cái dẫn. Ở đây chúng ta lưu ý ở trong mỗi bức tranh có một số lời dẫn của các uh, nhân vật trong tranh. Vậy các em hãy quan sát uh, các bức tranh này và cho cô giáo biết trong các bức tranh này chúng ta thấy có những gì? À các em ạ, à, trong các bức tranh này có nhân vật đó là cô giáo này, có bạn học sinh này, có sách vở này, có bút chì, bút mực và có hộp bút đấy. Vậy nội dung của câu chuyện muốn nói đến điều gì? Cô và các em sẽ cùng lắng nghe câu chuyện này nhé. Ai quan trọng nhất? Hôm nay Bé Na được cô giáo khen. Cô nói là tiến bộ, tập vở sạch sẽ, hình vẽ cũng rất ngộ nghĩnh. Nghe thế, anh bút mực, bé bút chì vui lắm. Cả hai tranh nhau, ai cũng cho rằng mình có công lớn nhất. Bút mực hào hứng, anh là người giúp bé Na viết những nét chữ xinh xinh mà cô giáo đã khen. Bút chì dãy này, không đúng, chính em là người đã giúp bé Na vẽ hình. Em không bôi bẩn vở như anh. Trước kia bé Na không biết viết. Nhờ có em kiên trì tập luyện cùng, bé Na mới biết viết. Hộp bút nghe cả hai tranh luận liền từ tốn nói. Các cháu sai rồi, ai cũng có ích. Bút mực giúp bé Na viết chữ rõ ràng, dễ đọc. Còn bút chì giúp bé Na vẽ những hình vẽ đáng yêu ngộ nghĩnh và giúp bé Na kể hàng nghe thế cả hai ngượng ngùng bắt tay nhau và hứa sẽ không ganh tị nữa như vậy các em vừa nghe cô kể câu chuyện ai quan trọng nhất bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của từng bức tranh trước tiên chúng ta quan sát bức tranh thứ nhất đây là hình ảnh cô giáo đang đứng cạnh bạn na và khen bạn na viết chữ đẹp đấy bức tranh thứ hai là chúng ta thấy đây là hình ảnh chiếc bút mực khi được cô giáo khen thì chiếc bút mực đã tranh công nói với các bạn đồ dùng khác là nhờ anh mà na viết đẹp ở bức tranh thứ ba thì chúng ta thấy hình ảnh cây bút chì đang tranh cãi với bút mực nhờ em na mới biết viết như vậy ở bức tranh thứ ba là hai bạn bút chì và bút mực đang tranh công nhau đấy và đến bức tranh thứ tư, chúng ta thấy lúc này khi thấy bút chì và bút mực tranh nhau thì hộp bút đã khuyên rằng các cháu mỗi người đều có ích, đều giúp cho bé Na viết đẹp. đẹp. Và từ đó thì hai bạn đã nghe ra và bắt tay nhau và là chúng cháu sẽ không ganh tị nhau nữa. Để chúng ta thấy hình ảnh các bức tranh mà chuyện cô vừa kể đấy. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tập kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh nhé. Bức tranh thứ nhất, chúng ta quan sát lại, đây chính là nội dung của bức tranh thứ nhất. Hình ảnh cô giáo đang đứng cạnh bạn Na và cô quan sát vào của bạn Na thấy bạn Na viết chữ rất là đẹp, dễ và có tiến bộ. À, cô nói là Na viết chữ đẹp, vẽ đẹp và giữ vở sạch sẽ. Đây là lời dẫn của cô, lời nói của cô vậy bây giờ chúng ta sẽ quan sát xem bạn na khi được cô giáo khen thì bạn mặt bạn lúc này như thế nào à, bạn nhìn cô giáo với uh, thái độ rất là vui vẻ và thích thú khi được cô giáo khen đấy còn các bạn đồ dùng của na thì cũng uh, rất là tươi cười hớn hở khi được cô giáo khen và uh, rất là vui vẻ và thích thú khi được uh, là người đã giúp cho bạn na uh, viết đẹp vẽ đẹp đấy Bây giờ cô giáo kể lại nội dung của đoạn uh, tranh số 1 để các bạn nghe nhé. Hôm nay Bé Na được cô giáo khen. Cô nói: "Na tiến bộ, tập vở sạch sẽ, hình vẽ cũng rất ngộ nghĩnh." Nghe thế, anh bút mực, bé bút chì vui lắm, cả hai tranh nhau, ai cũng cho rằng mình có công lớn nhất. Tiếp tục chúng ta sẽ quan sát bức tranh thứ hai. Chúng ta thấy ở bức tranh thứ hai đó là hình ảnh chiếc bút mực và lời nói dẫn từ chiếc bút mực đó là nhờ anh mà Na viết đẹp. Bây giờ các em hãy nghe cô giáo kể lại nội dung của đoạn 2 này nhé. Bút mực hào hứng nói: "Anh là người giúp bé Na viết những nét chữ xinh xinh mà cô giáo đã khen." Như vậy ở đoạn 2 chúng ta thấy là anh bút mực đã hào hứng và tự nhận là mình là người đã giúp bé Na được viết đẹp và được Đấy. tiếp tục chúng ta quan sát bức tranh thứ ba và bức tranh thứ tư ở bức tranh thứ ba chúng ta thấy đây là hình ảnh chiếc bút mực và đây là hình ảnh chiếc bút chì và hình ảnh bé na đang ngồi viết và ở đây chính là lời nói của chiếc bút chì nhờ em na mới biết viết thì vậy đây chính là bạn bút chì đang tranh uh, cãi với bạn bút mực là mình nhờ mình mà bạn na mới viết đẹp đấy Bây giờ các em lắng nghe cô giáo kể lại nội dung của đoạn 3 nhé. Út chì dãy này. Không đúng, chính em là người đã giúp bé Na vẽ hình. Em không bôi bẩn vào như anh. Trước kia bé Na không biết viết. Nhờ có em kiên trì tập luyện cùng, bé Na mới biết viết. Tiếp tục ở bức tranh thứ tư chúng ta quan sát thấy đây chính là hình hộp bút. Và đây là chiếc bút mực và chiếc bút chỉ khi chiếc uh, hộp bút nghe thấy hai bạn bút chì và bút mực tranh cãi với nhau thì hộp uh, bút đã khuyên hai bạn ai cũng có ích ai cũng giúp cho bạn na chứ không chứng ai cả và chính nghe được lời khuyên của uh, các hộp bút cho nên là bút chì và bút mực đã bắt tay nhau ở cùng của chuyện đây bút mực của bút chì bắt tay nhau và canh tị nhau nữa Bây giờ các em hãy nghe cô kể lại nội dung của đoạn 4 này nhé Hộp bút nghe cả hai tranh luận liền từ tốn nói Các cháu sai rồi, ai cũng có ích Bút mực giúp bé Na viết chữ rõ ràng, dễ đọc Bút chỉ giúp bé Na vẽ hình và kể Các cháu ai cũng có ích Nghe thế cả hai ngượng ngùng bắt tay nhau và hứa không ganh tị nữa như vậy là cô và các em vừa cùng nhau tập kể lại từng đoạn của câu chuyện hai quan trọng nhất bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau kể lại toàn bộ câu chuyện này nhé các em hãy quan sát à, nội dung của bốn danh kết hợp kể lại nội dung của câu chuyện này hai quan trọng nhất hôm nay bé na được cô giáo khen cô nói na tiến bộ tập vở sạch sẽ hình vẽ cũng rất ngộ nghĩnh. Nghe thế, anh bút mực, bé bút chì vui lắm. Cả hai trách nhau, ai cũng cho rằng mình có công lớn nhất. Bút mực hào hứng. Anh là người giúp bé Na viết những nét chữ xinh xinh mà cô giáo đã khen. Bút chì dãy này. Không đúng, tính em là người đã giúp bé Na vẽ hình. Em không bôi bẩn vào như anh. Trước kia, bé Na không biết viết nhờ có em kiên trì tập luyện cùng, bé Na mới biết viết. Hộp bút nghe hai bạn tranh luận liền từ tốn nói. Các cháu sai rồi, ai cũng có ích. Bút mực giúp bé Na viết chữ rõ ràng, dễ đọc. Bút chì giúp bé Na vẽ hình và kẻ hàng. Nghe thế, cả hai ngượng ngùng bắt tay nhau hứa sẽ không ganh tị nữa. Như vậy các em vừa nghe cô giáo kể lại nội dung toàn bộ của câu chuyện ai quan trọng nhất vậy các em hãy cho cô giáo biết ở bức ở đoạn một chúng ta thấy là bạn Na được cô giáo khen như thế nào bạn Na được cô giáo khen như thế nào à các em ạ à, hôm nay bạn Na được cô giáo khen vì bạn viết tiến bộ tập vở sạch sẽ và hình vẽ cũng rất là ngộ nghĩnh khi được cô giáo khen thì bút mực và bút chì như thế nào khi được cô giáo khen thì bút mực và bút chì vui lắm cả hai tranh nhau ai cũng cho rằng mình có công lớn nhất đấy vậy em hãy nếu nói là nêu lại lời nói của chiếc bút mực khi cô giáo khen nào bút mực đã hào hứng nói anh là người giúp bé na viết những chữ xinh xinh mà cô giáo khi nghe bút mực nói như thế thì bút chì đã làm gì? Em ạ, à, khi nghe bút mực nói như thế Thì bút chì đã giấy nảy lên Không đúng, chính em là người đã giúp bé Na vẽ hình Không có em kiên trì giúp bé Na tập luyện Và khi nghe hai bạn bút chì và bút mực tranh cãi nhau như vậy Thì hộp bút đã nói gì? Em ạ à, khi nghe hai bạn bút chì và bút mực tranh cãi nhau thì mà hộp bút đã nói là các cháu ai cũng có ích, ai cũng giúp bé na và mỗi người giúp uh, theo một cách. Uh, chúng ta thấy là khi mà được nghe bác uh, hộp bút khuyên như thế thì hai bạn bút chì và bút mực đã như thế nào nhỉ? Thì được bác uh, hộp bút uh, như thế, bạn cùng đã thay nhau và hứa sẽ không bao giờ ganh tị với nhau nữa đấy ạ như vậy qua câu chuyện này thì chúng ta thấy được rằng trong câu chuyện là chúng ta thấy không ai là quan trọng nhất cả mà mỗi người có một cách giúp đỡ bạn na khác nhau và ai cũng là người có ích và ai cũng là người bạn thân thiết và giúp đỡ cho bạn na để có được những nét chữ sinh và những bài vẽ đẹp đấy các em ạ như vậy là qua câu chuyện này muốn khuyên chúng ta rằng đồ dùng học tập cả những người bạn thân thiết của chúng ta các em cần phải tìm và đồ dùng em nhé tiết học của cô hôm nay đến đây là hết Ái chào tạm biệt các em chúc các em chăm ngoan học giỏi và hẹn gặp lại các em vào tiết học sau cảm ơn các em đã xem video hãy bấm like để ủng hộ kênh comment để nêu ý kiến của bạn đăng ký kênh để được xem